Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hán Thị Yến, hiện tại Yến đang là giám đốc kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương. Hôm nay thì Yến sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng dạ dày hồng khôi. Hồng khôi là mẫu mới của Mộc Vị An, mẫu cũ, và đây là cái hộp mẫu mới ạ. Như các bạn đã thấy ở trên tay của Yến. Và bây giờ thì chúng ta hãy bóc hộp và bắt đầu sử dụng. Đầu tiên thì các bạn hãy chuẩn bị cho Yến một cái hộp hồng khôi, ở bên trong Yến sẽ có thìa cho các bạn rồi ạ. Dạ dày hồng khôi thì sử dụng an toàn cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Đối với những trẻ từ 2 tuổi đến 12 tuổi, chúng ta uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 thìa và uống trước khi ăn 20 phút. Còn đối với những người trên 12 tuổi, liều lượng uống chúng ta là 2 đến 3 lần trên ngày, tùy vào mức độ nặng nhẹ. Và chúng ta cũng uống trước ăn 20 phút mỗi lần 2 thìa. Chúng ta cho bột vào trong cốc, sau đó đổ một ít nước đun sôi để nguội vào rồi khuấy đều. Với các thành phần như hoàng liên, mộc hương nam, mộc hương bắc, củ giòm, sói rừng, nghệ vàng, nghệ đen, chanh trỏ, lá khôi, tam thất thì hồng khôi sử dụng rất tốt cho những người bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, đau thượng vị, ợ chua, đầy hơi. Sau đó cho 20ml mật ong vào khuấy đều rồi uống. Đối với những người có máu nóng, can huyết nóng, thận nóng, gan nóng, tiểu đường thì không nên uống cùng với mật ong mà chúng ta chỉ nên dùng với nước ấm. Và rất nhiều bạn hỏi Yến rằng khi mà sử dụng hồng khôi như thế này thì chúng ta có cần kiêng gì không? Và đương nhiên rồi, khi mà bị bệnh dạ dày thì chúng ta nên kiêng rượu bia, các loại đồ uống có ga, đồ ăn chua, cay, đồ nhiều dầu mỡ. Và như chúng ta đã biết, hồng khôi là công thức bí truyền của dân tộc Dao Yên Sơn Ba Vì do Lương Y Lăng Thị Trâm bào chế. Đây là sự kết hợp tuyệt vời của những vị thảo mộc an toàn trên vùng núi Ba Vì, có tác dụng nhanh chóng làm giảm các triệu chứng khó chịu và duy trì hiệu quả lâu dài đối với những người đau dạ dày. Và công ty thì khuyến cáo khách hàng không nên mua các sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendor, do trên những chợ này hiện đang có rất nhiều sản phẩm hàng giả của công ty được bày bán. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm này. Rồi, Yến xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau.